Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và mấy bạn khỏe không? Chứ mình thì mình khỏe lại rồi nha các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ngồi ở trong phòng của mình à, nó hơi tối xíu mấy bạn thông cảm nha. Bởi vì mình muốn giữ bí mật mấy bạn ơi. Mấy bạn biết bí mật gì không? À quên, đọc tiêu đề thì chắc cũng biết rồi đúng không? Đó chính là hôm nay mình sẽ bí mật tổ chức một cái buổi gọi là kỷ niệm 3 năm à, bên nhau của mình và Sammy đó. Thì chắc các bạn cũng biết rằng là năm trước mình cũng đã làm một cái video kỷ niệm 2 năm. Năm kia thì mình cũng đã làm một cái video kỷ niệm 1 năm. Và video năm nay sẽ là video kỷ niệm 3 năm nha các bạn nha. Nhưng mà hôm nay đã là ngày 8 tháng 3 rồi. Hôm nay hơn cái ngày mình quay video là ngày 8 tháng 3 nè. Mấy bạn xem video này chắc là ngày 9 tháng 3 rồi đó. Thì cũng đã hơn cái ngày kỷ niệm của bọn mình gọi là hơn khá là lâu rồi. Nhưng mà tất nhiên là phải có đúng không bạn? Trễ hay sớm gì cũng được, nhưng mà miễn là có là vui rồi đúng không? Đấy. Cho nên là hôm nay mình muốn bí mật tổ chức một cái bữa tiệc à, và sau đó mình đi mua thêm cả quà nữa để mình gọi là tặng cho Sammy nhân dịp kỷ niệm 3 năm bên nhau nha các bạn nha. Ok bạn ơi, và hiện tại là Sammy đang làm việc ở trên phòng, còn mình thì mình đang gọi là lén lút, các bạn hiểu không? Mình lén lút mình đi mua quà cho Sam. Thì hình như là Sam vẫn chưa biết mấy bạn ạ. Tại vì bình thường Phong thường rất là ít khi nào mà Phong tặng quà mà Phong nói trước. Phong muốn tạo cái gì đó thật là bất ngờ cho Sam, cho nên hôm nay Phong quyết định là Phong lặng lẽ âm thầm lén lút Phong đi mua quà nha các bạn nha. Và mấy bạn hãy cùng đón xem ngày hôm nay Phong sẽ chuẩn bị những món quà gì nha. Let's go. Ok mấy bạn ơi, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ đi vào trong siêu thị để mình kiếm thêm coi có cái đồ nhìn nó dễ thương, nó đáng yêu một tí để mình mua tặng cho Sammy nha các bạn nha. Hồi nãy các bạn mình đi ngoài đường thì mình thấy có rất là nhiều người họ bán hoa ở ngoài luôn. Thì mình tính mua cho Sam một bó, nhưng mà không hiểu sao mình thấy mấy cái bó hoa đó mình thấy nó không đẹp các bạn ạ. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ đi vòng vòng ở đâu đó, mình coi chỗ nào mà có bán hoa mà mình thấy đẹp á thì mình sẽ mua. Tại vì thật sự là mình là một cái người rất là kiểu khó khăn trong việc mua quà các bạn. Mình mua cái quà nào là mình phải coi cái quà thật là đẹp mình mới mua. Mình hơi khó tính một tí. Ui xời, mấy bạn ơi, các bạn coi nè. Ở chỗ này có nguyên một con gấu bông to đùng luôn. Chắc là dùng để cho mấy bạn nữ chụp ảnh á. Ôi xời, mấy bạn coi sau lưng của mình nè, quá trời gấu bông luôn. Có cả gấu bông A mông ếch nữa các bạn ạ. Thì ở đây nó có nhiều loại gấu bông lắm. Con gì đây? Gấu bông siro hả? Gấu bông siro. Cái này mình sẽ mua tặng cho siro nha các bạn nha, nhưng mà để dịp sau đi. Hôm bữa thì mình đã mua cho Sam một con gì ta, gấu bông hình cá mập rồi. Màu xám rất là đẹp luôn. Một tí nữa mình sẽ cho mấy bạn xem cái gì của một tí nữa. Một tí nữa sẽ xem được nha. Cho nên mình nghĩ là chắc không cần phải mua thêm gấu bông đâu. Gấu bông thì có rồi. Bây giờ mình nghĩ rằng là để kiếm cái gì đặc biệt hơn để mua. Ở trên đường cầu thang từ đây chạy xuống dưới kia quá trời bánh kẹo luôn các bạn ơi. Người ta để một đống như thế này nè. Mình nhìn mình rất là muốn bóc luôn á, nhưng mà thôi không được. Tôi là tôi đang giảm cân mọi người ạ, cho nên là tôi sẽ không thể nào ăn bánh ngọt được. Thật sự rất là thèm nhưng mà thôi không được ăn đâu. Ăn rồi sắp tới sao đi quay phim được nữa đúng không? Mấy bạn ơi, thật sự là đi một vòng siêu thị rồi thì mình đã kiếm rất là nhiều, nhưng mà vẫn không thể nào tìm được một cái món đồ nào đó mình nghĩ rằng nó phù hợp để có thể làm quà cho Sammy được. Thật sự là kiếm quà tặng cho con gái đúng là khó thật các bạn ạ. Tính ra là từ nãy giờ mình đi bộ thì mình cũng đã nghĩ ra được một cái này rất là hay các bạn ơi. Có một món đồ mà từ nãy giờ mình không nghĩ ra, bây giờ mình mới nghĩ ra nè. Thì cái đồ này là con gái không thể thiếu luôn nha. Mình có thể mua tặng cho Sim và Sam được luôn. Các bạn biết đó là gì không? Các bạn thử đoán đi. Thôi các bạn khỏi cần đoán luôn, để mình nói cho các bạn nghe. Đó chính là son môi các bạn ơi. Son môi nè, rồi phấn mắt nè, đó nhiều thứ lắm. Nói chung là những cái đồ mà gọi là đồ trang điểm của con gái các bạn, mình nghĩ là rất phù hợp để tặng. Let's go, đi mua thôi. Mua quà 8 tháng 3 là chỉ có thể vào đây thôi các bạn ạ. Và đây là thiên đường của con gái rồi. Hiện tại thì mình đã vào trong son Huế rồi mọi người ạ. Thì ở đây thì mình thấy có rất là nhiều những loại son môi nè, rồi đồ trang điểm luôn. Nhưng mà mình là con trai cho nên là mình không biết là nên mua cái màu nào cho Sammy đây. Các bạn cũng biết là con gái là kiểu son môi là vô số màu luôn. Mà con trai bọn mình nhìn cái son nào màu cũng y hệt nhau, cũng là màu đỏ hết. Nhưng mà con gái thì có màu đỏ đất nè, rồi màu đỏ cam nè, màu đỏ tươi nè, đỏ hồng, nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình không biết là Sammy thích màu son màu gì. Đây, mấy ông nhìn nè, một đống son luôn. Nhìn như thế này thôi nha, nhưng mà cây này với lại cây này nó lại khác màu nhau các bạn ạ. Thực sự là mình nhìn cây nào cũng giống hệt cây nào hết trơn, mà mình không biết Sammy thường thích cây màu gì. Mình nghĩ rằng là cái màu càng gọi là tự nhiên thì con gái sẽ càng dễ để gọi là tô hơn. Sammy rất là thích những cái màu nó tự nhiên các bạn ạ.
Nhưng mà màu tự nhiên là màu nào ta? Ok bạn ơi, và hiện tại là mình đã lấy tổng cộng là 2 cây son. Là một cây là cho Sim nè, một cây là cho Sam. Đấy, đã có quà cho Sam là phải có quà cho Sim, bạn biết không? Tại vì hôm nay là 8 tháng 3 mà. Tiếp theo nữa là mình sẽ mua thêm phấn mắt nè. Đó, đúng rồi, phấn mắt. Mình thấy ở đây có một cái loại phấn mà Sammy rất hay dùng. Mình thấy cái hộp quen, nó quen thuộc lắm bạn. Đó, cho mình nghĩ là Sam rất hay dùng cái loại này. Rồi mình quyết định là mình mua một hộp mới cho Sam. Mình nghĩ chắc hộp cũ ở nhà Sam dùng sắp hết rồi, mình sẽ mua thêm một hộp mới nữa. Đó, vậy là cũng được khá khá những cái món quà liên quan đến đồ trang điểm rồi đó. Sắp tới tí nữa mình sẽ đi mua hoa nữa. Mình nghĩ rằng chúng ta nên mua thêm quần áo đi. Đúng rồi, thêm quần áo nữa, hợp lý á. Được, let's go, đi thôi. Ok bạn ơi, mình đã mua son xong rồi nè. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ đi mua hoa các bạn ạ. Hồi nãy mình thấy đằng sau lưng của mình, các bạn thấy không? Sau lưng chắc là không thấy đâu. Ở trên sau lưng của mình hồi nãy cũng có bán hoa các bạn ạ. Nhưng mà hoa người ta làm giống kiểu hoa tặng cho cô giáo á, cho nên là nó không phù hợp để tặng cho bạn gái. Nhìn giống hoa tặng cô giáo lắm. Bây giờ mình sẽ đi kiếm hoa chỗ nào đó nó đẹp đẹp một tí nha các bạn. Rồi ok bạn ơi, thì mình cuối cùng cũng đã mua hoa xong rồi. Hồi nãy mình mua hoa mình không có quay cho bạn xem được, tại vì ở chỗ đó nó đông quá, người ta vô ta dành hoa, tại vì chỗ này người ta bán cũng khá là đẹp ấy, cho nên người ta vô dành quá trời luôn, mình phải nhào vô mình giành giật. Bây giờ mình đã mua xong rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chỗ bán quần áo. 2000 years later. Hiện tại là mình đang có mặt ở trong gọi là chỗ bán đồ chơi các bạn ạ. Thật sự là mình không biết là mấy bạn lúc còn nhỏ có giống mình hay không, nhưng mà mình nghĩ rằng có nhiều bạn đang xem video của mình là các bạn vẫn còn nhỏ đúng không, thì mình nghĩ chắc các bạn cũng rất là thích được vào trong một cái chỗ nhiều đồ chơi thế này. Lúc mà mình còn nhỏ thì gia đình của mình khá là kiểu khó khăn các bạn, cho nên là lúc nhỏ mình không có được mua đồ chơi nhiều. Thật sự bây giờ mình lớn, mình đi làm, mình kiếm được tiền rồi, nhưng mà mình thì lại hết còn thích đồ chơi nữa rồi các bạn. Ok, thì như các bạn cũng đã thấy thì từ nãy đến giờ thì mình cũng đã đi, mình mua được một số những món quà rồi. Thì sẽ có một thứ không thể nào thiếu trong cái ngày kỷ niệm 3 năm của mình và Sammy, mà chắc chắn là mấy bạn xem những cái video kỷ niệm 1 năm, kỷ niệm 2 năm của bọn mình thì các bạn đều thấy nó xuất hiện, đó chính là cái bánh kem mấy bạn ơi. Phải có bánh kem nha. Nói chung là ở một cái kỷ niệm nào đó đặc biệt thì chúng ta nên có một cái bánh kem để ăn mừng đó. Hello, cuối cùng cũng về tới nhà rồi các bạn ạ. Thời luôn, mệt lắm luôn á. Hôm nay vừa phải đi quay phim nè, mà vừa phải đi kiếm quà nữa. Thời đúng là kiểu rồi. Mà thời tiết hôm nay lại nóng nữa chứ. Thiệt đúng thiệt là mệt lắm luôn các bạn. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nha. Ok bạn ơi, thì cuối cùng thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết cái bàn đồ ăn rồi nè. Tổng cộng là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hơn 10 món các bạn ạ. Thì đây, hơn 10 món. Thì đáng lẽ là mình sẽ gọi là mời Sammy đi ăn cùng với mình ở một cái nhà hàng nào đó, nhưng mà do là bây giờ đang là dịch bệnh đó bạn, cho nên thôi, ăn ở nhà cho nó an toàn, bạn hiểu không? Ok, ở giữa này bạn biết tại sao mình lại chừa cái khoảng không không? Để làm gì bạn biết không? Để đặt bánh kem chứ làm gì nữa. Ok, lấy bánh kem ra nào. Mấy bạn thông cảm giúp mình nha, do là bây giờ mình đang quay một mình ấy, cho nên là mình không có ai cầm camera giúp giùm, cho nên là quay cái cảnh hơi xấu một xíu, với lại là quay hơi khó nhìn một xíu, bạn thông cảm giúp mình nha. Hồi nãy vào trong đó mình vừa thấy cái bánh kem này là mình ưng liền luôn các bạn. Đây, bánh kem đây. Màu hồng nha các bạn nha. Mình với lại Sammy thì khá là thích ăn sô-cô-la, nhưng mà bánh sô-cô-la thì nó lại màu nâu. Mà bây giờ chẳng lẽ giờ kỷ niệm 3 năm mà mua cái bánh đang thui thì lùi màu nâu thì nó lại xấu quá đúng không bạn? Mình sẽ mua cái bánh màu hồng cho nó đẹp đó. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây,
bánh kem của mình và Sammy. Có mấy cái hình trái tim đây nữa bạn, nhìn rất là dễ thương luôn. Mình có kêu người ta chuẩn bị cho mình cái số 3 để mình cắm lên bánh kem, nhưng bây giờ mình làm gãy mất rồi. Camera đang quay lại. Hai con người ham ăn, ăn mà không biết chờ ăn mà không biết chờ ai hết. Simmy qua đang ngồi, vậy tôi ngồi kế Sam đi. Bạn gái của tôi mà, chứ phải bạn gái của bà đâu. Ok bạn ơi, thì nhìn cái bữa tiệc này y hệt như là tiệc sinh nhật vậy bạn. Đám cưới sinh nhật. Đó, đám cưới hả? Ôi cái gì cũng giống hết á. Đó bạn à, nói chung á là Sam có thấy thích bữa tiệc này không? Đang đói rất ngon luôn. Đang đói đúng không? Từ sáng đến giờ Sammy đang quay video cho bạn, cho nên là Sam chưa ăn một cái gì hết bạn ơi. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình với lại Sam với lại Sim sẽ gọi là ăn trước đã, rồi sau đó sẽ có một cái món quà bất ngờ đằng sau đó dành cho Sammy. Nhưng mà phải ăn trước đi đã, cho no bụng đã, rồi sau đó chúng ta mở quà sao nha các bạn. Có quà hả Sam? Ồ, đã không? Nhìn mặt quá hãi dụ các bạn. Trời ơi, khoái, ok. Thôi ăn nha. Thôi mà khoan, cái này là bữa tiệc 3 năm của mình với Sam. Ở đâu đâu người này ta? Ủa, kẻ khách ăn tiệc cùng. Ok, khách ăn tiệc cùng. Ở bữa tiệc này có khách, ông mình là nhân tổ khách nha mọi người. Ok, ok. Nào, chúng ta cùng nhau cụm thịt nướng một cái nào. Yo. Trời ơi, tôi chưa kịp ăn nữa, hai người đang ăn hết từ nãy giờ. Mỗi người ăn hết 3 xiên nha các bạn. Ghê thiệt. Thịt nướng nhà chồng. Thịt nướng nhà chồng. Nhà chồng. What the hell? Thơm ngon mời bạn ăn nha. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn đi. Không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Trời ơi, hồn mình quê quá. Nói chung là cảm nhận của một vị khách như mình thì mình thấy gọi là bữa ăn này ăn trực. Nói đủ nha. Tại sao lại ăn trực? Em là khách vô đây em gọi là chia sẻ. Không ai mời đúng không? Không ai mời đúng á. Không ai mời đúng, bà tự bà vô bà ngồi bà ăn, bà kêu là bà là khách các bạn ơi, không ai mời. Trời ơi, trong bữa tiệc phải có khách đúng mọi người, đó thì mình là khách thân quen mọi người ạ. Đó thì mình chấm bữa tiệc này là 10 điểm bởi vì mình được ăn mọi người. Sam cảm giác hôm nay nhớ nào? Mời bạn thì Sam trả lời. Hôm nay cảm giác của mình rất là vui, tại vì là mình đang rất đói bụng và tự nhiên xuống nhà rất nhiều đồ ăn mà. Cảm giác mọi người đói bụng thì sao? Nhìn đồ ăn là muốn chạy này chạy nước miếng luôn mọi người. Thằng hai chị em mình là đói lắm luôn, xem sao? À, trời ơi, đói mà muốn rớt hai con mắt ra ngoài luôn mọi người. Đúng rồi. Xuống trời ơi, muốn rớt mắt thiệt. Các bạn thấy không? Mình cực kỳ buồn luôn các bạn ơi. Mình chuẩn bị nguyên cái bàn đồ ăn. Cái câu đầu tiên không phải là cảm ơn mình, mà câu đầu tiên là trời ơi tôi đói quá tôi xuống thấy đồ ăn. Là sau khi nói về cảm xúc là hiện tại mình rất là no và mình muốn nói là rất là cảm ơn Phong, tại vì đúng là giúp cho tụi mình gọi là có đồ ăn ăn đó. Rất là long trọng, rất đặc biệt luôn. Phong rất là ga lăng. Đúng rồi. Rất là ga. Không, Phong rất là cực khổ khi đặt từng món này ráp ship về xong bày ra. Đó rất là cực. Và đặc biệt cái bánh kem. Đúng rồi, đó. Bánh kem rất dung, bánh kem đám cưới. Đó, bánh kem đám cưới. Đó, bánh này bao nhiêu tiền nha? Tôi nhìn cũng chắc 15 a 150 ha. Đó, cùng với chiếc bánh kem 150.000 của chúng ta, nó làm cho buổi tiệc chúng ta rất là tuyệt vời. Cái giá trị nó không quan trọng. Đúng quan rồi, trọng no, tấm lòng, tấm sự lòng. Tấm lòng và sự gọi là gì ta, tâm lý hiểu không? Đó, tâm lý và rất là gì ta, chu đáo hiểu không? Đó, thì mới có một đống đồ ăn này cho mọi người. Đó. Mình rất là cảm ơn Phong. Sim nói gì đi. Nói chung thì mình cảm ơn Phong bởi vì đã chuẩn bị cho mình bữa tiệc và tặng thêm một món quà nhỏ cho ngày gọi là 8 tháng 3 đó. Được cái gì? Đúng rồi, giới thiệu mọi người một cây son. Đó, mọi người thấy không? Một cây son. Mình không cầm nhưng mà thôi, editor ghé cho mình một cây son ở đây. Một cây son rất là đẹp mọi người. Đẹp. Và hiện tại mình cũng đánh trên môi nè. Đó, ok. Đó, nói chung là tặng là sai liền. Đó, ok. Đó, một cây son rồi. Sim bị tặng được cây son thì sao? Không biết sao được tặng gì, tôi đặt tặng gì vậy? Cái giỏ hay sao? Cái giỏ hay sao? Cái giỏ hay sao? À quên, chúng ta sẽ cùng nhau cắt bánh kem với lại là đốt pháo hoa nha các bạn. Ủa, tặng quà. Ôi, tôi muốn tặng quà.
chúng ta phải cắt bánh kem sau đó đốt pháo hoa xong rồi mới tặng quà, vậy nó mới ý nghĩa đúng không Sim? Ôi đốt nó hôi lắm, đừng đốt, mình chạy lại đi. Áo quần á, áo quần nhé, xin nhiệt tình mọi người. Không biết sao chưa? Yeah, áo quần, áo quần, áo quần, áo quần. Rồi tới bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cắt bánh kem trước nha. Ok. Yeah, bánh kem đám cưới. À, giới thiệu nè, bánh kem nè. Bánh kem của bọn mình, đó, rất là nhiều hình trái tim ở trên đây luôn. Sammy cứ kêu cái bánh kem này nhìn giống bánh kem đám cưới bạn ơi, chắc là Sam muốn làm đám cưới. Đâu ra, tôi nói dũng thôi chứ tôi cũng muốn làm đám cưới đâu. Ok, rồi để đây đi. Đó, rồi. Chúng ta cùng nhau nắm tay cắt bánh kem nè. Giống, giống. Đại, Sammy kêu là giống bánh kem đám cưới thì chúng ta làm cho nó giống đám cưới luôn bạn ơi. Đó, ok. Biết là mình không mặc đúng dũng đồ đám cưới lắm. Ok, rồi, cảm ơn. Trời ơi, tôi ngái trong tay cầm này chứ không, tôi với tôi cầm ngoài. Ừ, chắc là... Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Rồi. Tới đây nữa đó. Ok. Rồi, lấy dĩa bỏ vô. Đó, quá trời kem luôn, cây nhân gì vậy? Sao? Ủa? Ủa gì tôi? Ủa sao? Sao? Toàn kem luôn. Ủa sao toàn kem bánh đâu? Lừa rồi. Rồi xong, bà cắt xong mà cái bánh nó nằm trong đây, không lấy được cái bánh ra ngoài. Rồi xong, văng cái bánh ra ngoài luôn. Trời ơi là trời, ok. Ghê quá à, bánh kem ra. Gì? Bánh kem tôi tặng mà kêu ghê vậy? Ơi, tụi mình cắt ghê quá à. Ok. Cắt đoàn hoàng ngay. Thôi không sao, nói chung là, ok, phong nữa, phong một dĩa. Đây. Cắt làm sao? Để tôi cắt cho nó đoàn hoàng. Từ do bánh kem nó nhiều vậy đó. Nhiều kem quá. Nhiều kem quá, kiểu này là ăn ớn luôn. Đó. Có bánh kem rồi, thì giờ chúng ta cứ ăn bánh kem như là thường ngày thường. Bình thường đi, ok rồi, mình ăn bánh kem. Ăn bánh kem bằng đũa luôn nha. Sao biết không, đáng lẽ là Phong phải mua cái bánh kem sô-cô-la. Tại vì là Phong biết là Sam thích ăn sô-cô-la. Nhưng mà kỷ niệm 3 năm mà cầm cái bánh kem đen hùi lùi thì nó hơi kỳ, hiểu không? Mua bánh kem nó hồng hồng vậy nó mới dễ thương hả? Cho nó gọi là hồng tươi vậy. Ok, đốt pháo hoa thế nào? Xin chúc... gì vậy? Bánh hoa em coi. Xin chúc mừng... xin chúc mừng kỷ niệm 3 năm gọi là bên nhau của mình và Sammy. Yeah. Ok. Ghê. Xong rồi. Ê đâu em liền. Dừng đi. Đó, nó biết nghe lời mình, nó kêu dừng dừng liền. Dừng liền vui lắm. Yeah. Quá. Rồi, chúng ta tiếp tục ăn. Rồi sau đó bóc quà sau nha các bạn. Quà. Rồi quà. Nhắm mắt không mình. Ok bạn ơi, thì món quà đầu tiên của mình chính là một con cá mập. Thì con cá mập này lần trước á mình mua, mình tính là để khi nào mà mình tặng quà cho Sam thì mình sẽ tặng luôn. Nhưng mà hôm đó Sammy đã phát hiện ra cho nên Sammy lấy luôn mọi người. Ok, món quà đầu tiên là một con cá mập gấu bông rất là đẹp. Cái con này mình đặt tên là cá mập nha mọi người, nó rất dễ dàng. Cái tên là cá cơm mà nói. Ủa mình tôi thích đặt tên khác nhưng tôi thấy con này dễ thương, con này ôm sướng mấy bạn ơi, đó ôm im là. Ok bạn, và tiếp theo nữa chính là một đôi giày bông. Như bạn đang thấy đôi này. Ôi, một đôi giày bằng bông. Và cái đôi này á, thì nó được lấy thiết kế từ đôi Jordan Dior đó. Mình thấy nó màu xám rất là đẹp, giống như Sam cho mình mua cho Sam đó. Wow. Mình thì mình cũng rất là thích giày mọi người ạ, cho nên là mình quyết định mua giày cho Sam luôn. Nè, mình đang đeo giày cho công chúa nha các bạn nha. Đeo Jordan. Đó, vừa rồi. Okay. Ủa, vậy là cưới tôi hả? Đúng rồi. Dễ vậy? Đâu dễ đâu. Món quà tiếp theo mình nghĩ chính là món quà mà Sammy cũng rất là thích, đó chính là quần áo bạn ơi. Sammy là một người rất là thích quần áo luôn, đặc đẹp. Biệt á là đồ, những cái đồ mà gọi là đồ đôi á, đồ đôi á. Sammy rất thích mặc đồ đôi chung với mình các bạn ạ. Nếu các bạn xem video chắc bạn cũng biết là Sam rất hay mặc đồ đôi với mình đúng không? Ít lắm đây. Luôn á. Không biết là ổng có gọi là gì ta, không biết ổng có gọi là đúng cái style tôi không ta. Thì style Sam khá là khó ấy, mọi người ngầu nhiều á. Ông mua tôi cái đồng hồng, tôi giết ổng á. Ok, thì món quà đầu tiên đây cho Sam tự mở đi nha. Ok, để tôi đây, đầu tiên phải mở cái áo nhỏ chứ đi. Okay. Nè. Ah, một cái áo bông con gấu. Dễ thương mọi người. Quay tại sao nó. Wow, dễ thương quá. Đặc biệt hơn nữa đây sẽ là áo đôi nha các bạn nha. Sao một cái mình một cái đó. Đẹp quá một cái. Đẹp xinh. Đến tôi tiếp. Đó, tiếp đi. Rồi tôi. Đây, nhiều áo mọi người ơi, đang thiếu áo rồi. À, cái áo khoác mọi người ơi, từ tôi mặc thử cho mình xem nè. Ô, áo khoác mặc cười. Ui đẹp nhớ. Từ áo khoác mặc cười. Được. Ngầu không, ngầu không? Quá đẹp luôn. Mình sẽ nhảy cái khóc cho các bạn xem.
Ôi rồi, tiếp còn hai gáo cuối cùng nè, mở luôn đi. Thích nhà, thích nhà. Giỏi chắc mình vẫn tiền luôn á. Ui, sao đẹp cái nè. Rồi đẹp mà. Nên ok. Nên được. Còn hai gáo cuối cùng. Đâu, áo à? Nè. Nè. Gì đây? Áo đôi luôn nha bạn nha, áo đôi luôn nha. Đó đây. Cái gì vậy? Ông, em vẽ ông mặt trời á. Đây chính là áo đôi khủng long. Cô cái cô bán hàng cô kêu đây là áo đôi có cái hình gọi là mấy cái gai con khủng long á, nhưng mà nhìn giống giống mấy cái sừng hơn các bạn ơi. Hi. À, virus. Không. Con virus là rốt. Sừng là rốt mọi người, mình nói ra sừng luôn. Con mùn hả? Ủa sao có sừng nè? Mùn là mặt trăng. À cái này nó sừng là lý hơn, sừng là rốt màu đen, sừng rốt màu black. Đó, ngầu chưa? Ngầu nè. Ok thì từ Sammy có một cái, mình cũng có một cái nha các bạn nha. Sao dùng con ra mút trong liên minh nha. Đúng rồi, đúng rồi, nhìn giống con ra mút trong liên minh nha. Ờ á. Ô ô ô, nữ thần tự do. À nữ thần tự do. Ok, và món quà tiếp theo của chúng ta là một chiếc hộp. Đây, trong cái hộp này có rất là nhiều quà để cho Sammy mở luôn các bạn ơi. Rồi ok, Sammy ngồi ở đây. Wow. Mở quà, ngồi ở đây mở quà. Nhiều trong này luôn hả? Nhiều lắm. Từ từ nhắm. Rồi, mở đi, nhắm mắt lại. Tôi mở quà. Tôi mới cái này cái gì vậy? Từ từ. Đó. À. Sao vải vậy? Áo quần hả? Từ từ cho Sam cho Sim quay đã, Sim quay. Đó. Tại sao lại áo quần? À, thứ. Rồi ok, ra. Rồi. Rồi ok, Sammy đã chuẩn bị chưa? Rồi. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Rồi. Ok. Mở mắt ra. Ủa? Một chiếc áo hình cá mập. Ủa gì vậy? Ủa gì thương vậy? Trời ơi, có tưởng gì áo cá mập luôn hả? Đó, dễ thương không? Dễ thương. Thích không? Oh, áo cá mập mọi người ơi, tôi rất thích áo cá mập. Đó. Mình biết rằng là Sammy là một người rất là thích cá mập cho nên mình đã mua gọi là chiếc áo cá mập này cho Sam bạn ơi. Đây, còn nữa nè, Sammy từ từ cho Sim quay đã, Sim quay cái này đi. Thấy nhiều hoa vậy cho tôi bông hoa đi. Thấy nhiều đồ không? Hoa giả hay là hoa thật? Rồi. Bây giờ là Sammy sẽ được gọi là rút đồ trong đây nha các bạn nha. Mở mắt ra. Cá mập. Một chiếc ấp lưng cá mập mấy bạn ơi. Đó, giờ cho các bạn xem, giờ các bạn xem. Wow, trời ơi. Đây, tôi sẽ làm cái trang nè. Dễ thương là boss. Đó, chủ nhân. Đó, mình rất là thích. Rồi, tiếp theo. Sammy rất là thích cá mập cho nên mình mua rất nhiều cá mập. Tiếp theo. Một chiếc ví hình cá mập. Ôi, dễ thương quá. Nếu như các bạn không biết á thì Sammy hôm bữa Sammy bảo với mình là Sammy đã bị mất ví rồi, cho nên là Sammy muốn có một cái ví mới. Cái này phải cái ví đâu phải, cái này là để đồ cá nhân thôi, không thể làm cái ví được. Không, cái này là cái ví tiền luôn á. Ví bỏ xu hay sao chứ Việt Nam dùng xu đâu. Ví tiền luôn. Ví tiền hả? À. Ok không sao. Để à, này cá mập. Đúng đẹp luôn á. Rồi tiếp. Gì tương hộ. Ôi cá mập này mọi người, tất cả đây là cá mập nhưng mà tiếc là màu xanh nhỏ, nó màu xám thích hơn nữa. À, cá mập ở đây mình không hiểu sao cá mập ở đây là màu xanh đó bạn ơi, không có màu xám, buồn ghê. Ủa gì đây? Rồi tiếp. Gì vậy? Ôi, cái này được chưa? Đây, các bạn. Baby shark, baby shark. Ê, nhìn nè. Em thích quá. Em quá. Ok, Sammy có vẻ thích mấy món này các bạn ơi. Rồi tiếp. Cái gì đây? Ờ, son dưỡng mọi người, thêm son dưỡng. Son dưỡng, đúng rồi, son dưỡng. Thơm nghe ha, thơm. Nói gì đây? Ui, son. Son môi. Gì đây? Của hãng nha. Hơi mệt. Trời ơi. Son môi hơi mệt. Hơi mệt. Trời ơi, hơi mệt. Màu gì đây? Màu gì đây? Đẹp không? Màu đỏ. Đỏ gì đây? Đỏ đất hả? Thôi. Không, màu đỏ tươi hay sao á. Đắt quá mọi người ơi. Cảm ơn nha. Ôi, đắt quá. Còn gì không? Ê, bằng phấn mắt nè. Phấn mắt. Từ từ. Ủa này tôi có rồi mà. Thì Sam có nhưng mà Sam để dành Sam xài thêm đó. Mình biết rằng là Sam rất là thích cái này cho nên là mình mua thêm cái này nữa là Sam có hai bộ luôn. Rất thích đánh mắt mọi người. Đánh mắt cho càng đen càng tốt. Ok rồi. Và cuối cùng đó chính là một cái tai nghe iPod. Trời ơi nhiều vậy. À. Đây là một cái tai nghe iPod nè, đời mới nhất các bạn ạ. À. Ôi, sao mua nặng nhiều đồ đắt tiền nhá. Em mở sao? Coi bà muốn giống như bà sắp xé luôn cái hộp ra luôn các bạn. tôi mất cái này lâu rồi. Wow quá nè. Đẹp luôn. Có đồ rồi, có đồ nghe rồi. À
Ui. À trời ơi, xịn quá. Khói liền, khói liền. Cảm ơn Phong nha, còn nhiều, còn nhiều. Hết rồi bà. Để bóc hả? Ok. Thì tổng kết ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm á, thì mình đã chuẩn bị cho Sam là rất là nhiều đồ ăn nè, hả, bánh kem nè, và quà nữa. Và đặc biệt cái năm nay á là nhiều quà hơn năm trước nha. Năm trước thì có một món quà thôi, hả, năm nay là nhiều món quà hơn luôn hả. Và rất là nhiều cá mập. Sammy rất thích cá mập. Ok rồi. Đó thì Sammy cảm nhận thế nào? Rất nhiều cá mập, rất vui. Rất vui đúng không? Vui không? Ủa sao tôi mua quà mà không cảm ơn tôi ta? Cảm ơn liền, cảm ơn Phong đã mua tôi những món quà rất là tình cảm. Ok các bạn ơi. Rồi thì coi như là mình đã gọi là sao ta, mình đã gọi là làm video cho bạn xem nha. Mấy bạn cứ hối mình kêu anh Phong ơi ra video kỷ niệm 3 năm đi. Thì bây giờ mình đã ra video kỷ niệm 3 năm rồi nè. Đó, mấy bạn vui chưa? Ok. Rồi nè, thì mình nghĩ đó. Đó, tính rồi nha. Ok bạn ơi, thì coi như là hôm nay là mình đã tặng quà cho Sam xong rồi đó. Thì bạn thấy video là thế nào, có vui hay không thì bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Tạm bye. Biệt bye. Trời. Bên